Đây, tôi đang ở dưới hầm địa đạo Vịnh Mốc. Rất là khủng khiếp, đây là hầm dân sinh nha anh em nhá. Hầm địa đạo Củ Chi là địa đạo chiến đấu, còn đây là hầm dân sinh cho người dân. Và bên trái của hai gia đình chúng ta nhìn thấy đây là cửa hầm số 4 ạ. Cửa số 4 đấy là cửa thông ra biển. 13 cửa của địa đạo được đánh số thứ tự từ 1 đến 13, trừ cửa hầm số 1 ra, những cái cửa trắng là cửa ra biển. Lẽ là cửa lên đồi. Đây là cửa hầm số 4, cửa thông ra biển. Vậy hai gia đình mình có gia đình nào đi lộ trình dài không ạ? Không ạ. Không, mình đi có đi lộ trình dài không anh? Đi dài là 600 mét xuống tầng 3, xuống tầng sâu nhất ạ. Rồi đi luôn rồi, về đi. Thế nào các anh em? Vậy thôi. Đi thôi ạ. Đi ba nhá, à đi đi tầng dài nhá. Không, nếu như mình đi tầng dài thì lát mình sẽ quay ngược đi tiếp di chuyển đường này ấy. Rồi, quay lại mình di chuyển đường này sau đó sẽ ra biển 15 mét. Bây giờ mình sẽ về. Được rồi, yên tâm. Bố, ra biển nào. Không, nhưng mà lát nữa mình không ra cửa đấy ạ. Gia đình ở phía sau rẻ trái rẻ phải giúp em nhé. Vâng. Ở đây là nhà hộ sinh, đây là nơi đã chứng kiến sự ra đời của 17 em bé. Trong tổng số là 64 em bé ra đời trong hệ thống làng Hồng Địa Đạo Vĩnh Linh. Riêng trong 17 người được sinh ra đây còn sống 16 người. Và cái nhà hộ sinh họ bố trí ngay gần với cửa hầm số 4, đây là cửa thẳng nhất trong số 13 cửa quần đảo ạ. Cho nên nó có thể lấy đầy đủ được ánh sáng và dưỡng khí cho các em bé. Hiện tại thì đoàn mình đang ở đây là tầng 2 của địa đạo. Tầng 2 sâu chắc khoảng 15 mét, nó chưa an toàn với một cái đoạn bao để bóng quang. Bóng quang là nó quang sâu xuống khoảng tầm 15 đến 20 mét. Cho nên ở đây người ta phải đào xuống sâu hơn 23 mét ngang với tầng 3. Và khi nào có báo động bóng quang thì người ta sẽ nhanh chóng trượt xuống, vì là không có bậc cấp. Cho nên là trượt xuống một cách là nhanh chóng và sau đó sẽ đi lên ở một lối khác. Nhưng làm sao khi nào thì biết là có bóng quang? Cái đó là kinh nghiệm của những người họ sống trong thời kỳ chiến tranh nhỉ. Wow. Khi mà nghe được cái tiếng máy bay bay, người ta xác định được máy bay đó thả bom gì, bom khoan hay là bom tọa độ. Wow. Sau đó người ta sẽ sử dụng các cái phương tiện báo động, còi, tù và làm bằng trân châu, mà phương tiện phổ biến nhất đó là kẽm làm bằng mảnh bom ạ. Và báo động cho người ta di chuyển viên, người ta di chuyển đi xuống ạ. How do you feel, Boom? Boom? Do you like it? Boom, do you like it? Nghe chung cư hay nhỉ? View gì? Ở chỗ này rộng này. Ồ, dạ. Hai gia đình chú ý, chúng ta di chuyển đi lên 7 bậc cấp. Còn cái chị ở gia đình ở phía sau ơi, nếu như mà gia đình muốn đi ra thì có thể đi thẳng lên luôn và ra ngoài cái cửa hầm số 5 luôn đấy ạ. Vâng, đâu ạ? Bây giờ mình đi thẳng luôn lên 74 bậc, 81 cái bậc tổng lên nhá. Ok. Cửa hầm số 5 luôn đấy ạ. Vâng, Bùm đi ra chưa hay là đi tiếp? Bùm. Đi ra. Ok, đi ra. Mình là chỉ đi ra thôi. Mình là chỉ đi vào thôi, đi ra thôi. Mình chỉ cảm giác một nửa thôi. Rồi, thế đi thẳng lên. Đi thẳng lên đây. Đi thẳng lên đây. Cũng muốn đi tiếp cùng các cô hay là đi ra? Không bảo. Đi ra nhé. Đấy, đi đi này. Cảm ơn cô, chào cô. Nếu mà muốn chỉ biết theo mommy thôi. Ờ, thì đi, mình đi ra. Mommy ơi, đi. Đi ra. Đi ra. Rồi. Nào. Bây giờ hãy cùng đi ra. Ở cái làng này là làng gọi là tiếp tế cho quân đội miền Nam, cho nên là cái điểm nóng và quân đội Mỹ ok, coi như đã lên được trên mặt đất. Quân đội Mỹ đã đánh bom rất là khủng khiếp cái làng này.
Đó. À, người ta nói rằng là đã tới có tới 700 tấn bom được ném xuống cái làng này. À, trung bình tính ra là mỗi người dân phải chịu tới 7 tấn bom. Và cái địa đạo này là thời cao điểm là có thể chứa tới 600 người, đúng không nhỉ? Và đã có 31 em bé được sinh ra trong thời gian từ năm 1967 cho đến 1972. Và thời gian thi công cái hệ thống địa đạo này là từ năm, tôi nhớ không nhầm là từ năm 66 cho đến năm 67 hay là năm 68 gì đó, 2-3 năm xây dựng. Ồ, rất ấn tượng. Vì sự sống và vì chiến đấu bảo vệ đất nước, chiến đấu lại quân xâm lược thì không có gì có thể ngăn cản được chúng ta. Đó, đây là các cái hào, đường hào. Đó, thì khi mà có báo động là mọi người sẽ nhảy xuống hào này, chạy. Đấy, chạy về hầm. Đấy. Hào này thì khi chạy khom người thì có thể tránh được bom bi. Bom bi là cái bom sát thương mà khi mà rơi xuống thì nó sẽ bắn tung tóe ra trên mặt đất bay là. Bắn tung tóe ra? Đúng rồi. Đấy, Bụng có thích ở trong cái hầm đấy không? Ngày xưa bà nội ở dưới những cái hầm này. Đúng rồi. Xong rồi tôi làm một cái lỗ để thả súng ra. Đúng rồi. Xong rồi bắn ra luôn. Đúng rồi. Mẹ của tôi cũng là thanh niên xung phong và cũng đã tham gia cái chiến trường cái gì nhỉ, Quảng Bình. Đó. Và vừa rồi thì ông con tôi đã nói về vài chi tiết. Ok. Rồi. Bye bye đây, Bụng bye bye 500 anh em nào. Bye bye. Bye bye, phải quay mặt lại đàng hoàng. Rồi. Rồi anh em subscribe kênh của Lê Đức Thắng để mà tiếp tục cập nhật trong chuyến xuyên Việt cùng với cả VinFast Lux SA. Ôi hoa quá. Chắc tại chui xuống hầm. Rất là đẹp. Ôi, mấy dựng tranh này. Ôi ôi, dài quá. 8 phút rồi. Đấy. Hành trình xuyên Việt của chúng tôi đã